Trước đây, kính chào tất cả quý vị. Trước đây tôi đã thưa với quý vị rằng ba con trăng nữa. Nhưng mà mới cả hai con trăng mà cộng sản Trung Quốc đã bấn loạn rồi, mà cộng sản Việt Nam càng bấn loạn hơn nữa. Có lẽ là vài tuần sắp tới thì có lẽ hấp dẫn hơn nữa. Tập Cận Bình liên xuyến rồi. Tập đoàn Cộng sản Hà Nội đang tìm đường để chạy. Chắc chắn nó phải chạy rồi. Tôi kêu gọi tất cả đồng bào trong nước hãy mạnh dạn đứng lên để đáp lời sông núi, đánh đuổi Tập đoàn Cộng sản Hà Nội ra khỏi nước Việt Nam. Chắc chắn họ sẽ phải chết dưới tay của đồng bào Việt Nam trong đó. Cảm ơn Hòa Thượng. Kính thưa tất cả quý đồng hương, một lần nữa chúng ta có mặt ở tại đây để nói lên tiếng nói của người Việt hải ngoại, ủng hộ đồng bào quốc nội. Mặc dù có nhiều sự khó khăn, nhiều sự bắt bớ, nhưng chúng tôi không quên quý đồng hương. Vì thế tôi mong ước rằng những đồng hương của chúng ta được sự may mắn để được sự tự do ở quốc gia này. Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể làm được để cứu nguy dân tộc của chúng ta. Như tôi đã nói, trước khi làm mục sư, tôi là người Việt Nam. Vì thế người Việt Nam không thể quên quê hương đất tổ của chúng ta được. Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể làm được để bảo tồn sự toàn vẹn lãnh thổ và đất nước của chúng ta. Không thể để dù chỉ một tấc đất rơi vào tay của tàu cộng. Vì thế tôi mong ước rằng đồng hương, dù có bận rộn bao nhiêu nữa, chúng ta hãy nghĩ về quê hương của chúng ta. Như tôi đã từng nói, không một người Việt Nam nào nói rằng muốn dân tộc chúng ta bị tuyệt tiêu. Sao chữ nói không được, chắc không có xảy ra. Nhưng mà chúng ta không làm gì cả. Vì thế mà tôi mong ước rằng như nhân sĩ Phan Kỳ Nhân đã kêu gọi Chúa Nhật tuần tới lúc 6 giờ, mong ước rằng quý đồng hương hãy cùng chúng tôi xuống đường để gỡ lửa về cho quê hương của chúng ta. Mong ước rằng quý đồng hương hãy tham gia cùng với nhau, chúng ta nói lên đã đạo Cộng sản. Một lần nữa, đã đạo Cộng sản. Cảm ơn quý đồng hương. Kính thưa đến quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị dân cử, quý vị trong ban tổ chức, quý vị đại diện các hội đoàn, cùng toàn thể quý đồng hương có mặt buổi chiều tối hôm nay. Tôi muốn hỏi toàn thể quý vị, chúng ta biểu tình để làm gì? Chống Tàu Cộng xâm lăng, chống Việt Cộng bán nước. Vậy chúng ta phải làm gì? Đứng lên! Tại sao ngồi? Chúng ta đứng lên! Stand up! Don't be afraid! Đừng sợ! Buổi chiều hôm nay, quý vị đến ít hơn lần trước, bởi vì chúng ta cũng có người bận rộn, nhưng mà chúng ta đừng sợ gì hết. Hãy đứng lên! Tôi hỏi quý vị, quý vị có muốn nhìn thấy tổ quốc đất nước của chúng ta rơi vào tay Tàu Cộng để chúng đô hộ dân tộc của chúng ta thêm 1.000 năm nữa không? Như vậy phải làm cái gì? Dương cờ lên! Biểu tình! Quý vị có muốn nhìn
đồng bào ở Bình Thuận tiếp tục bị công an lùng bắt đánh đập, bỏ tù và làm cho khổ sở gia đình không? Phải làm gì? Đứng lên! Quý vị có muốn thấy đồng bào của chúng ta hít thở không khí dơ bẩn mà do Formosa cũng như bộ xứ tạo Tây Nguyên thải ra để đồng bào chúng ta chết dần chết mòn không? Phải làm gì? Đứng lên! Giơ cờ lên! Nếu chúng ta không đứng lên, ai đứng lên cho chúng ta? Đừng sợ, cộng sản ngày hôm nay có mấy trăm người lãnh đạo, có công an, có quân đội, có 4 triệu đảng viên. Đừng sợ, bởi vì chúng ta có gấp bao nhiêu lần họ. Chúng ta có 90 triệu đồng bào trong nước. Chúng ta có trên 4 triệu đồng hương của chúng ta khắp 67 quốc gia tự do trên thế giới. Chúng ta có quyền công dân. Chúng ta phải đòi hỏi các dân biểu, họ là những người mà chúng ta bầu lên để chúng ta nhờ họ phải tiếp tay với chúng ta là làm thế nào chống lại sự xâm lăng của Tàu Cộng, chống lại sự bán nước của Diên Cộng. Quý vị có đồng ý điều đó không? Ở đây có ông dân biểu Alan Lowenthal đứng ở đây. Xin nhờ ông lên đây để nói cho chúng ta biết ông sẽ giúp chúng ta như thế nào. Bởi vì chúng ta có một vũ khí rất lớn, đó là chúng ta có lá phiếu trong tay. Và chúng ta bầu dân biểu lên để mà thay tiếng nói của mình, chứ không phải bầu dân biểu lên ngồi một chỗ. Chút nữa đây ông Alan Lowenthal sẽ nói điều đó cho quý vị, để quý vị biết rõ là chúng ta có những lực lượng rất lớn ở trên thế giới này. Chúng ta có khắp thế giới chứ không phải chỉ có Hoa Kỳ không. Cho nên chúng ta phải làm gì?